chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 5 tháng 12 năm 2021 về việc chốt lại Dreamer, Khoa Park nói lời cuối về mâu thuẫn với Johnny Đặng trên trang cá nhân của mình. Khoa Park lại tiếp tục có một bài đăng dài để nói về vấn đề mâu thuẫn này. Suốt những ngày qua, chủ đề về lùm xùm giữa Khoa Park và Johnny Đặng không ngừng được chia sẻ trên mạng xã hội. Sự việc được đẩy lên đỉnh điểm khi Khoa Park cho biết rằng tính mạng của mình đang bị đe dọa, có sát thủ truy đuổi và phải chạy đến Alaska. Quá nhiều những lời suy đoán, đồng thời cũng có rất nhiều người lo lắng nên mới đây, nam YouTuber lại tiếp tục đăng status nói về vấn đề mâu thuẫn. Tuy nhiên, trong bài đăng mới nhất, Khoa Park đã khẳng định rằng đây là lần cuối cùng mình nói về vấn đề này kể từ giờ trở đi. Và sau bài đăng này, anh sẽ không nói thêm bất kỳ điều gì về Dreamer này nữa. Cụ thể, nam YouTuber nhấn mạnh, sau status này mình sẽ không giải thích thêm gì nữa, dù có bị bôi xấu hay bị ai lái dư luận bất lợi thì mình cũng xin im lặng như cách mình đã làm. Cảm ơn các bạn, dù khá lo lắng nhưng hiện tại các fan và dân mạng cũng chỉ biết âm thầm theo dõi và chúc Khoa Park luôn an toàn. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch Covid-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Kênh thông tin New 247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.